quay cho các bạn thấy nha. Cái này mình tên là Út Nga, sạp bánh tráng Út Nga đó, rất là cái tên sạp của mình đó. Ở đây là nghe để cái kệ trao ở ngoài, nghe để này còn một cái kệ trao lớn ở ngoài này nha các bạn đó, các bạn thấy không đó. Giờ mình vô phòng, vô nhà nha. Đây mình có cái tấm bảng nha các bạn, tấm bảng bánh tráng Út Nga nè. Các bạn ơi, các bạn nó nằm ở trên cái đường. Thôi mình giờ vô tiệm nha. Giờ quay từ trái qua phải trước ha. À, ở trong nhà nghe có mấy cái kệ lớn. Ở trước để chao, nước tương, mắm. À, ở dưới là muối. Muối các loại nha bạn. Ở trên là muối nha, phân hũ ra. À, phân hũ là hũ nửa ký nha bạn. À, rồi có hũ nhỏ cũng có nha các bạn. Đó, hũ lớn, hũ nhỏ có hết. Đây là muối bình, bình nửa ký các bạn, muối chai, muối cơm đầy đủ hết. À, đây là cái sạp bánh của Nga. Để Nga nói Nga quay cái sạp bánh của Nga cho các bạn thấy. Đây, đây bên đây là bánh tráng. Nè các bạn, bánh tráng có nhiều loại bánh tráng các bạn. À, muối, bánh tráng mỏng, bánh tráng dày, bánh tráng ớt, bánh tráng loại bánh tráng mình sắp lên kệ hết. Cái này để mình chuẩn bị, mình để lên kệ mình bán, và bạn hàng lỡ lấy mình sẽ đưa cho bạn hàng. Đây là bánh tráng trộn các bạn, những loại bánh này nhà mình làm hết đó các bạn, những loại bánh trộn này là nhà làm hết. Đây, đây là khu vực chỗ Nga làm bánh tráng này, cái bánh tráng chùm mình Nga mới làm lên này các bạn. Để nó chưa có kịp treo lên xào. Cái này bánh tráng cộn cuộn nha các bạn. Cái này là Nga ở đây nha, tự làm, tự cuốn, tự cắt, tự trộn hết. Hàng gì Nga cũng tự làm hết. Còn ở đây là, bạn thấy không? Ở đây là bánh tráng sợi nha các bạn. Bánh tráng sợi để Nga bỏ mối cho bạn hàng về trộn bánh tráng trộn các bạn, về bán cho học sinh á. Đó, đó. À, Nga cung cấp bánh tráng sợi, bánh tráng trộn cho mọi người. Là gia vị, là nguyên phụ liệu của làm bánh tráng trộn là Nga cung cấp hết. Đó, Nga cái tivi Nga mới mua trả góp mấy tháng. Đây là bánh tráng nữa các bạn, cái tráng mới về, mới xuống nãy giờ luôn các bạn. Đây là bánh tráng vuông mỏng. Bánh tráng này là bánh tráng vuông mỏng lớn để Nga cuốn quấn cái trộn cái bánh tráng mà tròn tròn nãy đó các bạn. Rồi ha. Là ngày bánh tráng Nga mới xuống. Bánh tráng ớt. Hôm nay mưa quá bánh tráng ớt cũng không có nhiều bạn. Nhưng còn có mấy cây à. Có bánh tráng trắng với đồ của Nga mới xuống thôi. Các bạn thấy. Ấy cho các bạn xem. Còn bên đây là mình để chao, chao của mình bán, của loại chao của Tây Ninh đó các bạn. Chao đậu cũng có mà chao môn cũng có. Hàng mình lúc sáng mình gom đi hết mớ rồi nên mình thử ra hàng nó không có được về nó đều đẹp á. Hàng mình cũng lấy hết mớ đi rồi hả. Chút xíu nữa 12 giờ mấy, 12 giờ mấy hàng nó mới xuống tiếp. À các bạn. Đây mình cũng có để kệ chao. Muối, bánh tráng. Và đây là có hai cái bàn để mình bán những cái đồ ăn vặt đó bạn. Các bạn thấy không? Hai bàn. À, bán đủ thứ đồ ăn vặt. Bánh đa, me thái, đậu, kẹo hạt điều, rong biển, đậu rang tỏi ớt. Nhiều những thứ mặt hàng ăn vặt lắm. Khô gà, con trái. Bánh đa, chuối nướng. Còn bên đây là bánh dẻo gừng, bánh dẻo sữa. Cái này bánh dẻo gừng nè các bạn. Bánh dẻo gừng. Bánh sữa thì Nga cũng nhiều loại lắm. Đây bánh sừng Anh Tú. Bánh sữa Nhân Hoàng. Bánh tráng me, dẻo me nè các bạn. Ta lấy này giới thiệu cho bạn coi. Này bánh dẻo me. Cái này là bánh dẻo tôm. Đó các bạn.
Cái này là bánh dẻo chai. Đó các bạn. Cái này là bánh dẻo chai. Bánh ớt các bạn. Bánh ớt dẻo chai, cái bánh này là bánh của mình tráng ra và phơi xương á. Cái đó mình ăn chay được, bánh ớt với muối thôi. Mình ăn chay được. Còn bánh này là mình nó có tôm mình có thể ăn mặn được. Còn bánh này là bánh me mà mình bán cũng phơi xương nhưng mà nó chua chua ngọt ngọt cay cay các bạn. Cái này bánh gừng. Đó. Hôm nay Nga sẽ quay tổng quát cho các bạn xem ha. Đây là dạng bánh của Nga. Bánh ba. Đây là cái tiệm của Nga bán ngoài tiệm. Đây là Nga, tiệm Nga bán ngoài tiệm. Cái xe Nga để đây là tại vì xe bánh tráng mới xuống á. Rồi Nga để đây luôn. Mình đây mình vừa bán lẻ mà vừa bỏ xỉ các bạn, mà đa số mình bỏ xỉ nhiều hơn. Cái xe này xe xe này của Nga mua năm 2017 các bạn. Nga mua hay năm 2017. Đó. Nhà Nga thì ở bên kia đường. Đó nhà Nga ở chỗ ấp Văn Quá ngoài đó, bên đó đi vô khoảng 2 phút xe thôi bạn. Nó ấp Văn Quá Phước Thạnh đó, cũng nhà mình ở trong đó đó. Vô bỏ mấy cái nhà tới các bạn. Mình ở quốc lộ 22. Còn đây Chao là mới xuống các bạn. Chưa xuống nhiều, cái hàng này chuẩn bị mình đi nè bạn. Hàng này chuẩn bị xe tới kéo đi chở đi nè. Hôm nay Nga sẽ quay cho các bạn biết cái sợ cái tiệm của Nga. Sạp sạp bánh tráng gốc Nga, các loại muối nước tương chú bảo. Thì Nga chỉ để cái bảng đơn giản đại khái thôi. Cái đây là số điện thoại của mình. Rồi thấy các bạn, thôi mình chào các bạn nha. Đây nữa đây. Đây nữa các bạn. Cái này là gà bông, khô gà, khô gà nhuyễn. Cái này là khô trà bông, khô bò. Những cái mặt hàng này để mình cung cấp cho bạn hàng về trộn bánh trắng trộn đó các bạn. Chào các bạn. Nãy mình nói là Chao chuẩn bị xuống, bây giờ nó đã chờ đã xuống rồi các bạn. Mới xuống cho mình một ống Chao. Sau này Chao này mình cũng chuẩn bị hàng mình đi luôn. Chút xíu nữa mình ăn cơm xong là xe lôi nó tới, ăn cơm xong mà xe lôi tới là mình sẽ coi hóa đơn hàng của bạn hàng, mình chắc lên xe cho xe đi giao cho mình. Đây nè bạn, mới xuống nãy giờ.